Xin chào tất cả bạn, trên tay mình đang là con máy mài cầm tay Makita, mã số là model là 9553B, điện áp là 220V tới 240V, ba dòng là 3.2A và công suất là 710W, quay không tải là tốc độ tới 11.000 vòng trên phút. Đó, đây là con máy mài Makita chính hãng các bạn. Đây, cái con này thì mình đã mua một thời gian. Mình không nhớ giá chính xác của nó là bao nhiêu, nhưng mà tầm 1,2 triệu, 1,3 triệu. Mình mua cách đây mấy năm rồi, tầm 1,2 triệu, 1,3 triệu. Đây, tem bảo hành của cửa hàng. Nó mặt này, nó có cái tem chính hãng đây. Cái tem của hãng, tem bóng đây. Lúc nãy các bạn nhìn thấy đây, như cái logo Makita đây. Đây, logo Makita. Mình mua vài năm rồi nhưng mà nhìn vẫn còn sáng bóng, sắc nét, logo rất là rõ, rất là đẹp. Đây là cái đĩa mài, đây là cái trục cốt, đây một cái chắn bảo vệ, đây cái chắn bảo vệ, đó. Đây cái khe thông gió làm mát, đó. Đây là cái thông báo gió mát đằng sau, cái công tắc để dây nguồn điện vào. Ở đây mình giới thiệu đây cái hộp thùng của nó đây, đây logo Makita, đó. Thông tin máy móc. Nước sản xuất ở Thái Lan, đây Makita Thái Lan, đó. Nhập khẩu tại đâu, đây khu công nghiệp V-Ship 2 Bình Dương, đó. Loại máy là 9553B, đó. Mình quay vỏ hộp cho bạn xem, đây mình còn giữ nguyên cái vỏ hộp của sản phẩm chính hãng này, đây. Mở cái nắp hộp lên, thì đây cái thông số những cái chữ bằng tiếng Anh. Đây, còn cái mở cốt mở đĩa mài đây, đây mình vẫn còn nguyên đây. Cái này nó mở rất là chắc chắn so với những cái mua loại thay thế ở trên thị trường, mua cái loại thay thế thì mở lực nó không bằng cái loại này. Đó. Thì đối với con máy mài này dòng chính hãng thì xài rất là đã, nó quay rất là mạnh, cầm rất là nặng tay các bạn. Đó. Mình cũng thử cầm mấy cái con dòng rẻ hơn rồi, những con dòng 5700, 6700 gì đó thì cầm nó nhẹ hơn, nó không đã tay bằng con này, và quay là mình thấy lực nó không mạnh bằng con này. Và cái độ sắc nét đây, cái độ sắc nét từ cái vỏ nhựa rất là đẹp, rất là sắc nét. Cái dòng này thì xài gia đình là quá ok rồi. Và xài các anh em thợ xài cũng rất là ok, rất là chuẩn. Dòng hạng, tốc độ quay mạnh, độ bền cao, đỡ nóng máy nữa. Mình thử cắt cái sắt này cho bạn xem. Ăn rất là ngon, ăn rất là nhanh, rất là ngọt các bạn. Đó. Mình cắt một cái đường thôi, mình cắt thử cắt test cho bạn thôi. Rất là ngọt, rất là mạnh. Các bạn này, có thể là cắt những cái ống này nó cũng tiện. Cắt cắt ống nước. Cái dòng này thì chính hãng thì không nói rồi, công suất quá là mạnh. Đó. Và cắt rất là nhanh. Ăn rất là ngọt. Đó. Đó. Con máy mài Makita 9553B. Mình đã mua một thời gian rồi. Cái giá mình mua cách đây 2-3 năm thì nó khoảng tầm 1,3 triệu, 1,2 triệu gì đó. Mình không nhớ chính xác giá. Nhưng mà bây giờ trên người ta bán máy mới tầm khoảng hơn 1 triệu thôi. Cũng có tầm đâu giá đó. Bạn mua cái máy mài chính hãng thì các anh em thợ xài rất là chuẩn, nó rất là bền, và canh em thợ mài lâu thì nó không nóng máy, rất là ít nóng. Đó. Quan trọng là cái độ bền và cái công suất máy. Đó. Đó là cái con máy mài Makita mình giới thiệu các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ kênh cũng như là cập nhật những video mới nhất của mình các bạn nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.